Như vậy lúc này thì tiếng còi cất lên và hiệp 1 của hai đội bóng Phường Hàm Thạnh và Đoàn Luật sư Thành Phố cũng đã chính thức được bắt đầu. Và lên phải dành cho cầu thủ Marcel số 17, đó là Duy Đạt. Và phản công của Phường Hàm Thạnh qua người rất kèo của Quang Cá Lóc. Cơ hội, đây rồi, tuyệt đại kia. Một tình huống rất nhịp nhàng của các cầu thủ chủ nhà Phường Hàm Thạnh bởi tỷ số 1-0. Quang Cá Lóc đã thực hiện một pha xuống bóng ở cánh trái cực kỳ tốt và tốc độ, cũng như là đường truyền trở lại cho Dương Đăng Kiểm. Dương Đăng Kiểm, cầu thủ Marcel số 21 là người đã ghi bàn ở trong tình huống vừa rồi. Với những gì mà cầu thủ Marcel số 20 Quang Cá Lóc thực hiện thì hệ thống phòng ngự của Đoàn Luật sư Thành Phố dường như đã bị đánh bại, và khoảng trống là rất nhiều dành cho cầu thủ. Vẫn còn Phan Lâm, DK8 và Phan Lâm, DK8 rất đàn nót, cơ hội có thể dứt điểm từ xa. Một đều cho các thủ Đoàn Luật sư Thành Phố. Đó là một tình huống triển khai tấn công nhịp nhàng. Người dứt điểm đó là cầu thủ mang chéo số 61 Hoàng Huy. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Huy Hoàng đã có một pha bóng đặt lòng sau một loạt những pha bật nhả lý tưởng của các đội dành tặng cho anh. Quang Cá Lóc dứt điểm, đó là pha đưa bóng lên hỏng của các cầu thủ bên phía Đoàn Luật sư Thành Phố, và họ đã phải nhận bàn thua thứ hai. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Quả bóng vừa rồi thậm chí là hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Đoàn Luật sư Thành Phố đã đứng chứng lại, nhưng đó là một pha bóng hợp lệ của các cầu thủ chủ nhà Phương Âm Thanh. Tỷ số đã lại là 2-1. Lần này người ghi bàn để tỷ số lên Huy Hoàng, cơ hội qua gôi, không vào. Đó là một pha bóng bỏ lỡ của tiền đạo số 10 bên phía Đoàn Luật sư Thành Phố. Người đã phá bóng kịp thời trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ Marcel số 23 Lâm Lắc. Một pha cứu thua không khác siêu bàn thắng của Lâm Lắc cho các cầu thủ chủ nhà Phường Hợp Thành. Khá hay, cơ hội kia, DK8 dứt điểm. Bóng treo lơ lửng. Đáng tiếc là cú đá của DK8 đã chạm vào một cầu thủ áo đỏ khiến cho giảm lực rất nhiều, nhưng vẫn còn là các cầu thủ Đoàn Luật sư Thành Phố. Được chuyền vào. Cú đúp cho cầu thủ Marcel số 61 và giúp cho trận đấu trở về bàn sân phát của các thủ Đoàn Luật sư Thành Phố. Cả hai bàn thắng của các thủ Đoàn Luật sư Thành Phố đều là những pha ghi bàn đầy thuyết phục. Họ đang chơi một lối chơi mà không ghi bàn thôi, ghi bàn phải là những pha bật nhả và những pha bóng thuyết phục, cũng như là sự phối hợp nhịp nhàng được thể hiện rất rõ. Lần này thì Huy Hoàng đã có một quả trống bình bồng cũng giống như tình huống đẹp lòng trước đó của anh. Ồ, đó là Quốc Hoàng. Hậu vệ thức. Huy Hoàng. Rất nhịp nhàng, Huy Hoàng. Không lỗi với vị, cơ hội. Được chuyền vào. Cầu vào. Xin chúc đỡ các thủ Đoàn Luật sư Thành Phố có thể vượt lên cho những phút cuối của hiệp 1. Điều mà chúng tôi đã nhắc đến nhưng tiếc quá, đây lại là một tình huống mà chân sút số 86 đã thực hiện không thành công. Cú đệm bóng của Hoàng Lưu đã đi thẳng đến vị trí thủ môn bên phía Phương Hợp Thành. Phương Thuần. Hoàng Huy chân trái. Có vào. Cực kỳ đắt nót cho số 61 của cao thủ Đoàn Luật sư Thành Phố. Tiếc là xa ngang, đã quay lưng lại với bàn thắng và với hat-trick vừa rồi của Hoàng Huy. Pha bóng của Matia số 61 khi vừa trở lại trong đội hình của Đoàn Luật sư Thành Phố mà thôi. Cái cách mà Hoàng Huy thực hiện cú dứt điểm giống như là anh đã quá quen thuộc đồng đội, nhưng vẫn còn.
Công Thuần. Hoàng Cao Cao khơi dứt đường. Cú đá đưa bóng tránh xa. Đó là cú đá trời ơi. Bởi vì sau khi Hoàng Cao Cao dứt điểm thì đồng đội ở phía ngoài đều đồng thanh tét lên như vậy. Chúng ta theo dõi là điều này. Một bóng nguy hiểm, lưới bóng của Quang Galop. Quang Galop và tổn thất Hồng Tấn Công. Vẫn còn Quang Galop, xuống dưới rất tốt của số 20. Quang Galop kìa, coi! Trọng tài ra dấu hiệu. Đó trọng tài theo dõi lại và bóng giúp bóng từ phần sân nhà của Quang Galop. Hồng Tấn Công đã cố gắng cắt bóng nhưng không thành. Và sau đó là số 20 của chủ nhà Vương Âm Thanh đã xâm nhập vòng cấm. Do vậy với động tác ngoặt bóng vừa rồi lại không đánh lừa được thủ thành Quốc Tài. Và một Minh Thắng, Đình Khoa, Hoàng Huy. Lại là chân trái của Hoàng Huy. Đúng một bài thôi nhưng để bắt được Hoàng Huy là cả vấn đề. Cú ngoặt bóng sang chân trái lần ít nhất lần thứ 3 trong hiệp đấu này của Hoàng Huy. Đó là cú giật bóng và dứt điểm tưởng chừng như là bàn thắng để giúp cho cao thủ của đội tuyển Thành phố vượt lên. Nhưng bóng trên cầu thành trong gang tấc. Đây rồi, Minh Thắng. Minh Thắng có cơ hội dứt điểm. Lần này đã có bàn thắng cho cao thủ của đội tuyển Thành phố đã tỷ số lên là 3. Cầu thủ ghi bàn đó là chân sút số 9, Minh Thắng, người được tung vào sân ở trong hiệp đấu thứ hai. Thắng chôn. Ghi bàn cũng bị đồng đội chôn đó, nhưng điều quan trọng là giúp cho các thủ đoàn Lạng Sơn Thành phố ghi bàn ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu này. Lần đầu tiên họ vượt lên và đang đứng trước ngưỡng lội ngược sông thành công trong một buổi chiều tuyệt vời tại Thanh Thái. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại diễn biến trận đấu giao hữu của Phương Âm Thanh và các thủ đoàn Lạng Sơn Thành phố ở trong buổi chiều ngày nay tại Thanh Thái, quận 9, thành phố Thủ Đức. Tỷ số chung cuộc là 3-2 cho các thủ đoàn Lạng Sơn Thành phố. Lần đầu tiên họ vượt lên nhưng đó là trận đấu bàn thắng quan trọng của Minh Thắng giúp cho các thủ đoàn Lạng Sơn Thành phố lội ngược sông thành công. Xin cảm ơn hai đội bóng chơi một trận cầu cống hiến. Xin cảm ơn quý vị khán giả của đồng theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ tôi đại nhân xin chào và hẹn gặp lại.